Chào mừng các bạn đến với kênh OWA Crypto Mình là Đức Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án thuộc cái thể loại Mutual Tên là Adena Đấy. Thì cái Adena này nó Mình đã gửi lên Telegram của cái cộng đồng OWA ấy, Thì từ cái lúc mà Twitter nó mới có khoảng vài trăm người follow thôi cơ Và lúc đấy anh em có wallet hết rồi Nhưng mà lúc đấy thì nó cũng đang còn rất là mới Và cũng chưa biết nó ở mạng nào Đấy, và nó cũng ít thông tin hơn bây giờ thế nên là mình cũng chưa có đăng bài pin hay là chưa có làm clip YouTube thì hôm nay mình thấy con này nó cũng phát triển đến một cái mức mà cũng có thể gọi là một dự án có thể sổ số được thì mình mới làm một cái clip nói về mua đấy thì về bây giờ thời điểm bây giờ thì cũng vẫn còn những dự án mà có thể chơi được đấy, tất nhiên là trend nó không mạnh như cái thời step N là đỉnh nhưng mà kiểu như mọi người vẫn Nói chung một cái chain này nó dính cái yếu tố mu vào ấy nó cũng là một cái hành động thể chất khá là ok nên là cũng vẫn cứ có được một cái lượng người theo dõi nhất định. Ví dụ như vừa rồi là con Amaji đúng không các bạn biết Amaji đồng token AMT các thứ ấy nó cũng khá là bay và có lực hồi rồi kể cả, cả là NFT của Amaji thì cũng x2 x3. Đấy thì con Adena này ấy, là xuất xứ từ Hàn Quốc. Đây như các bạn nhìn cái thông báo của nó Hàn Quốc này và cái kênh Discord của nó này toàn là Hàn Quốc hết. Đây toàn Hàn Quốc hết. Vì cộng đồng Nhật và cộng đồng của Trung Quốc nó có số lượng nhất định nên là bọn này nó mới phải mở ra kênh của Nhật và kênh Trung Quốc. Chứ chủ yếu lúc đầu cái này là toàn kênh Hàn Quốc rồi. Toàn Hàn Quốc à? Đấy. Thì cái con này có cái gì hay? Đấy, mình sẽ vào cái website của nó trước đúng không ạ? đồ họa thì nói chung là bên Hàn Quốc để làm bao giờ là nhìn cũng rất là ok về đồ họa nó vẽ nhìn nó cũng rất là hứng thú rồi đấy các cái class nhân vật đây thì là cái clip về cái việc là min sword mình cái thanh kiếm như ở step n các thứ thì là muton khác thì nó là đôi giày đúng không ạ nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ được cầm một thanh kiếm đấy riêng cái chuyện thanh kiếm này nó đã gây một cảm giác ít thích và nó tò mò nhất là cho những bạn nam Đúng không ạ? Kiểu cảm giác cầm kiếm đi ra ngoài Rồi à, long đao các thứ Đây là cái đây là cái vòng tròn mà cái gọi là kinh tế của game thì nói chung là rất phức tạp Mình cũng không có giải thích Mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn dự án thôi Còn khi nào thực sự cái game này nó vào hoạt động và nó chơi ấy, Nếu mà mình cảm thấy nó ok thì mình sẽ ra một clip để giải thích cái chuyện này Thì hiện tại là... Ở à đây là tokenomics thì nữa phải vào phần white paper Đấy thì mình sẽ nói qua là cái game này nó sẽ là kết hợp giữa Mutual ơn và game phi thời trước ví dụ như kiểu là bạn cảm thấy như là bom kết hợp với cả step n ấy đấy, rõ ràng là bạn các bạn chưa thấy một trò chơi nào như thế đúng không trò này nó làm như thế luôn có nghĩa là bạn sẽ phải chơi trên máy tính thực ra là cũng không phải chơi mà các bạn treo ở đấy để cho cái con nft nó di chuyển à để chơi nên nó đào thôi nó đào ra quặng đấy thì là chơi trên máy tính khi đã, đã quặng xong các bạn dùng quặng đấy các bạn nâng cấp những cái thanh kiếm của các bạn này và khi đấy các bạn cầm kiếm đi ra ngoài để diệt quái thì là đấy là cái phần thứ hai phần mua tuôn nghe cũng khá là hấp dẫn thì đây cái phần mà đào quặng đây nó kiểu như này đấy nó kiểu như này các bạn sẽ combo một nhân vật và sẽ đào quặng đúng không ạ nhân vật thì như cũng có độ hiếm đấy và cũng có class của nó hay sao ấy đây các bạn đã quặng. Đấy xong đi được quặng này. lên các thứ linh tinh này. Gold, quặng vàng, quặng bạc này. Đấy. Sau đấy thì sẽ ra Mutual. Là ở đây. Đây các bạn nhìn nó như kiểu là... Đấy. Ví dụ mở cái bản đồ ra đúng không ạ? Mở cái game ra thì mình sẽ là đứng ở đây. Và xung quanh sẽ là những con quái. Thì là các bạn phải có thanh kiếm nó đủ mạnh thì mới diệt những con quái này. Ở trên bản đồ. ok đúng không ạ đồ họa chỉ cần này thôi nhưng mà gameplay hay gameplay mình đánh giá là khá là thú vị đấy thì bây giờ sẽ vào cái white paper của dự án đi thì có hai token đây nào, cho mày nó đây, đây token domic đây có token adena và akt đấy À, AKT là chính là Adena Cozeni Token. Đấy thì nói chung là vẫn là một token quản trị và một token in game thôi. Vẫn khả năng như CPN thôi. Đấy còn mining này thì là đào đây. Đấy chế độ đào mining này ngoài ra có cả chế độ training này. Đây là chơi game PC, nó ghi hẳn là PC này và mobile thì là mutur. Đấy nâng cấp kiếm này đánh bạc kiếm cái gì này kiểu mua trên shop xong rồi nó random ra kiếm legend các thứ này đánh kiểu đánh kiểu bang hội hay là đánh công thành cái gì này đấy grab ra kiếm mới hay là cái gì đấy này kiểu dạng như vậy và cho thuê kiếm đây là cái mục là min min kiếm nghĩa là, là các bạn mở bóc ra kiếm ấy thì là đấy có năm loại kiếm này legendary là kiếm viking đấy anto là kiếm đều nhất. À, chợ, đấy đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Thì uh, nói chung là kèo này với kinh nghiệm cái chiếc kèo mình ấy, à, ngoài ra con này không không backer gì nhá, không biết mình đã nói lúc đầu chưa nhưng con này cũng không có backer gì đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm chiếc kèo của mình ấy thì con này cái tỷ lệ mà scam của nó nó chỉ rơi vào khoảng uh, 30% thôi. 30 đến 40% là căng. Nói chung là mình nghĩ con này sẽ không scam. cam. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Các bạn có thể uh, À, nghe hay không nghe thì tùy nhưng mà cái đấy mình không có gọi là đây không phải lời khuyên đầu tư. Đấy, tất nhiên mình sẽ chơi con này nhá. Đấy, tại vì nó là mạng BSC và cái gameplay mình thấy cũng khá là hợp lý và có cái sự uh, kiểu như là cuốn hút, khá là có cuốn hút đúng không? Nghe nghe nó vui hơn là cái việc các bạn mua tự ơn theo kiểu ra ngoài chạy mà đấy, ở nhà đào quặng xong rồi là nâng cấp kiếm để đi ra ngoài giết quái là nó cũng có cái vui hơn đúng không? đấy thì uh, tốt lại là đây không phải là khu đầu tư mình cũng nói luôn là con này không bách cơ rồi đúng không đấy thì với anh em nào mà không xem nữa thì thôi câu chuyện này đến đây kết thúc nhưng mà nếu mà với anh em có hứng thú thì mình cũng hướng dẫn tiếp về cái mục là lấy wireless wireless thì nó có ba loại og wireless một và wireless hai đấy có cả vip nữa nhưng mà vip thì tôi không nói đúng không ạ thì cái og và wireless một này các bạn đến bây giờ vẫn có thể kiếm được tất nhiên là nó cũng rất giới hạn thôi sắp hết rồi kiếm thực bằng cách là vào discord của nó và đây nó có cái Wallet một đây là các bạn phải chat lên level 8 và mời 5 người sau đó thì vào cái room Wallet một này để confirm đấy, đấy các bạn nhìn thấy toàn tiếng Hàn Quốc không đấy thì vậy thôi còn nếu mà anh em muốn bàn luận về con Arena này thì có thể vào cái group Telegram của cộng đồng Oa Crypto mình sẽ để link bên dưới. Đấy, video đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.